Xin chào tất cả các bạn đã quay lại kênh Anh Audio. Ở cuối tập trước, sau khi chưởng khống được bản nguyên linh hồn của cổ tôn nhân, thì Tần Trần liền bảo lão giả này giao ra linh hồn của Phong Thiếu Vũ. Mang theo ánh mắt lạnh lùng ẩn chứa vô tận sát ý nhìn về Phong Thiếu Vũ, Tần Trần lãnh đạm nói: "Phong Thiếu Vũ, ngươi bây giờ chắc hận là không thể đem ta chém làm muôn mảnh, đồng thời hiếu kỳ tại sao ta còn sống chứ?" Đối mặt với ánh mắt này của Tần Trần, Phong Thiếu Vũ lại càng cảm thấy sợ hãi hơn, sau một hồi cố gắng áp chế lại tâm tình, thì hắn mới gầm lên quát: "Tần Trần, ngươi có bản lĩnh thì giết ta đi." giết ngươi sao yên tâm ta sẽ không giết ngươi nếu làm như vậy thì quá dễ dàng cho ngươi rồi ta sẽ đem linh hồn của ngươi ngày đêm luyện hóa để ngươi muốn sống không được muốn chết không xong ta phải bắt ngươi nếm hết mọi thống khổ tại thời điểm mà thượng quan hi nhi còn chưa có chết thì ta phải để ngươi tiếp tục sống cho ngươi biết thật ra chết so với sống còn tốt hơn nhiều giọng nói rơi xuống tần trần liền vung tay lên đem phong thiếu vũ trực tiếp ném vào trong trấn ma đỉnh bên trong trấn ma đỉnh mà khí ngập trời đối với khô lâu đà chủ mà nói thì đấy là địa phương tu luyện tốt nhất nhưng mà đối với phong thiếu vũ thì nơi đây chẳng khác nào là luyện ngục cả ngay khi linh hồn phong thiếu vũ vừa bị ném vào trong thì từng đạo đáng sợ ma khí liền rót vào linh hồn hắn giống như vạn ma xuyên thân thống khổ bất kham làm phong thiếu vũ không nhịn được mà kêu thảm một tiếng nhưng mà từng trần cũng không có dừng lại ở đó hắn còn quán thâu vào bên trong một tia thanh liên yêu hỏa nóng bỏng hỏa diễm kèm theo ma khí kết hợp với nhau mỗi thời mỗi khắc đều không ngừng thiêu đốt linh hồn của phong thiếu vũ tần trần đem cổ lực lượng này khống chế cực kỳ nhỏ chỉ để cho phong thiếu vũ ngày đêm chịu đựng vô tận thống khổ chứ không có chết đi xử lý xong phong thiếu vũ tần trần liền ngưng mắt nhìn sang cổ tôn nhân xem hiện tại nên xử lý tên cường giả này như thế nào nếu như thả hắn rời đi thì bây giờ cũng chưa phải lúc dù sao tần trần vẫn còn rất nhiều chuyện muốn hỏi thế nhưng nếu để bên cạnh bản thân bị người khác chứng kiến một khi truyền đi cũng không phải chuyện tốt gì và sau một hồi suy tư thì tần trần cũng lên tiếng cổ tôn nhân ngươi vào không gian chân bảo của bản thiếu trước đi giọng nói rơi xuống tần trần liền vung tay lên đem cổ tôn nhân thu vào bên trong càng khôn tạo hóa ngọc điệp đột nhiên xuất hiện trong một không gian thần bí làm nội tâm của tôn nhân lay động không thôi. khi hắn quay đầu nhìn đến chỗ sâu trong mảnh không gian này, liền phát hiện ra ở nơi đó có một sinh vật to lớn đồ sộ trên thân tản mắt ra kinh khủng khí tức, đang ngưng mắt nhìn hắn. sau đó thì lạnh lùng mở miệng nói tiểu tử loài người sao? một màn này dọa cho cổ tôn nhân tim đập loạn lên. hắn chưa thấy qua lão nguyên cũng không có biết về sự tồn tại của nguyên thú trong dị ma tộc, nên còn cho rằng đây là một con thánh cảnh huyết thú. kinh ngạc còn chưa qua đi, thì đúng lúc này một thanh âm khác lại vang lên phong thiếu vũ tại sao ngươi lại ở chỗ này? quay đầu nhìn đến địa phương truyền đến thanh âm này cổ tôn nhân không khỏi trợn mắt há mùng khi nhận ra người nói lại chính là thượng quan cổ phong của phiêu miễu cung hắn không ngờ tới ngay cả tôn thượng của phiêu miễu cung cũng bị tần trần bắt đây phải là bậc nào thủ đoạn mới làm được điều này về phía thượng quan cổ phong thấy biểu tình lúc này của phong thiếu vũ dường như cảm nhận được điều gì bất thường làm hai mắt nàng tức khắc trợn tròn lớn tiếng quát không đúng ngươi không phải là phong thiếu vũ đến cùng ngươi là ai quay trở lại thánh đô của huyết mạch thánh địa từ lúc mà tần trần truy sát phong thiếu vũ ước chừng cũng đã qua mấy ngày thời gian nhưng trên quảng trường rất nhiều thế lực cường giả vẫn còn tụ tập ở đây cũng không có tán đi cũng không phải là bọn họ không muốn rời đi mà là phó càng khôn đã phong tỏa cả thánh đô không cho bất luận một kẻ nào rời khỏi đây cả vô thường võ đế và kim thân võ hoàng của hiên viên đế quốc thì bị người của huyết mạch thánh địa mang đi mà các thế lực khác thì vẫn bị vây ở chỗ này không có thả họ đi cũng không có đem bọn họ bắt lại điều này làm cho tâm thần của mọi người vạn phần bất định nhất là những thế lực trước kia trong bí mật thông đồng cấu kết với hiên viên đế quốc bọn họ rất sợ huyết mạch thánh địa sẽ tìm đến bọn họ gây sự trong khi tất cả mọi người còn đang thấp thỏm lo sợ thì trên bầu trời của huyết mạch thánh địa một tia điện đột nhiên lóe lên ngay sau đó là một thân ảnh xuất hiện người đến chính là tần trần ngay khi tần trần vừa xuất hiện thì một tiếng cười to liền vang lên sau đó đã thấy phó càng khôn từ trong huyết mạch thánh địa lao ra xuất hiện bên cạnh tần trần khẩn trương hỏi tần trần phong thiếu vũ hắn tần trần nghe vậy cũng không có trả lời ngay mà quét mắt nhìn đám người bên dưới quảng trường một lượt sau đó nhỏ giọng nói nơi đây không tiện nói chuyện chúng ta vào trong rồi hãy nói khẽ gật đầu phó càng khôn nhanh chóng dẫn từng trần tiến vào chỗ sâu trong huyết mạch thánh địa trên đường đi phó càng khôn có nói qua tình hình huyết mạch thánh địa hiện giờ cho từng trần biết đó là trong mấy ngày qua hắn đã đem huyết mạch thánh địa nắm vào tay đám người nghiêm quan đã bị giam vào đại lao còn người của hiên viên đế quốc tất cả đều bị bắt lại để tạm giam nhưng mà nghiêm lập thành thì lại để hắn trốn mất nghe phó càng khôn nói vậy trên mặt từng trần lộ rõ ý mừng mặc dù để nghiêm lập thành chạy mất thế nhưng phó càng khôn cũng đã nắm giữ được huyết mạch thánh địa điều này đem đến cho từng trần một cái trợ lực rất lớn tiến vào trong một căn phòng phó càng khôn liền quay sang tần trần hiếu kỳ hỏi phong thiếu vũ rút cuộc như thế nào rồi tần trần nghe vậy cũng không có trả lời bàn tay vung lên tức khắc một đạo thân ảnh liền lóe lên đã thấy phong thiếu vũ xuất hiện trong phòng đột nhiên thấy phong thiếu vũ xuất hiện như vậy làm phó càng khôn như lâm đại địch trên người bộc phát kinh khủng sát cơ nhưng sau một khắc thì hắn lại trợn mắt há mồm khi thấy phong thiếu vũ đứng ở bên cạnh tần trần không người hành lễ cung kính nói chủ nhân mặc dù kinh ngạc là thế nhưng khi tỉ mỉ cảm nhận liền khiến phó càng khôn càng thêm thất kinh vì khí tức trên người phong thiếu vũ phát ra lại làm cho hắn cảm thấy nhẹ nhẹ kiên kỵ điều này chứng tỏ tu vi của phong thiếu vũ đã vượt xa hắn nhưng mà phó càng khôn cũng biết rất rõ ràng phong thiếu vũ cũng giống như bản thân mình đều là bán thánh cảnh giới căn bản không thể nào mang đến cho hắn áp bách như vậy được trừ phi người trước mắt này không phải là phong thiếu vũ mà là viễn cổ thánh cảnh cường giả sống nhờ trong thân thể hắn ý nghĩ này vừa hiện lên làm phó càng khôn không khỏi hít vào một hơi lãnh khí thấy biểu tình lúc này của phó càng khôn từng trần tươi cười nói phó càng khôn giới thiệu một chút đây chính là cổ tôn nhân mà ta vừa mới thu làm tùy tùng vừa rồi chỉ là suy đoán hiện tại nghe tần trần khẳng định như vậy làm phó càng khôn chấn động không biết phải nói gì hắn không nghĩ tới tần trần vậy mà nuôi dịch một tên viễn cổ cường giả sự thật này làm cho hắn khó có thể tiếp nhận giới thiệu xong nhân tố mới tần trần liền xử lý đến vô thương võ đế và kim thân võ hoàng mục đích của hắn là muốn đem hai người này khống chế lại dù sao hai người này cũng là cao tầng tại hiên viên đế quốc chỉ cần có hai người này trợ giúp cổ tôn nhân thì hắn mới có thể chắc chắn nắm hiên viên đế quốc trong tay được ban đầu hai người này còn thà chết không chịu khuất phục, thế nhưng khi thấy hiên viên đại đế cũng thần phục tần trần, thì mới chịu hiến ra linh hồn ấn ký, đem sinh tử của bản thân giao cho tần trần. Còn về phần đám người bên ngoài kia, tần trần cũng không có ý định đem bọn họ chém giết, bởi vì những người này đều là cao tầng của các đại thế lực, nếu như giết hết, thì đối với đại lục sẽ tạo thành thương tổn rất lớn. Giải quyết xong vấn đề nội bộ, tần trần cũng phó càng khôn mới đi ra quảng trường, quét mắt nhìn qua đám người một lượt, tần trần khoát tay ra hiệu cho đám người ngồi xuống rồi lên tiếng nói, chư vị hiện tại hẳn là đã biết chân tướng sự tình phiêu miểu cung cấu kết với dị ma tộc liên hợp với hiên viên đế quốc trong bí mật trưởng khống huyết mạch thánh địa ý đồ muốn chiếm thiên vũ đại lục để làm thành lãnh địa của dị ma tộc thế nên ta muốn thành lập một cái liên minh dẫn đầu chinh phạt hiên viên đế quốc không biết ý kiến của mọi người như thế nào nghe tần trần nói vậy đám võ giả ở đây đều hô hào ủng hộ rất nhiệt tình bộ dáng giống như chỉ cần tần trần hạ lệnh thì sẽ cùng nhau đi chinh phạt hiên viên đế quốc luôn vậy mà tần trần thấy biểu tình này của đám người thì cười hiếp mắt nói tiếp nếu đã như vậy thì chư vị liền đưa tin cho thế lực của mình chuẩn bị tấn công hiên viên đế quốc chắc hẳn là không thành vấn đề chứ mà ta có một chuyện phải nói cho chư vị đó là khi trước truy sát phong thiếu vũ do tên này quá giảo hoạt nên đã chạy thoát không biết chư vị còn muốn chinh phạt hiên viên đế quốc nữa không lời này của tần trần vừa được nói ra nguyên bản một đám võ giả hô hào ủng hộ khi trước bây giờ im re sắc mặt đại biến không một người nào dám lên tiếng nói chuyện Thấy biểu tình này của đám người khóe miệng tần trần vẫn hiện lên nụ cười mỉm như khi trước thế nhưng nụ cười này lại rất lạnh sau một hồi thì hắn mới lên tiếng nói được rồi các ngươi không cần lo lắng chuyện vừa rồi chỉ là ta nói đùa mà thôi. mặc dù tần trần đã nói thế, nhưng sắc mặt của đám võ giả ở đây vẫn trắng bệch, hiện rõ vẻ lo lắng bất an. sau một hồi mới có một tên đỉnh phong võ đế của vạn bảo lâu đứng lên, hướng phía tần trần chắp tay cung kính nói: tần thành chủ, không biết hiện tại muốn xử lý chúng ta như thế nào. tần trần nghe vậy thì cười rộ lên nói: chư vị yên tâm, ta không đối với bất kỳ người nào động thủ cả, thậm chí ngay cả vô thương võ đế cùng kim thân võ hoàng ta đều thả về. chuyện trước đó chỉ là âm mưu của phong thiếu vũ, cũng là sự tình riêng giữa ta và phong thiếu vũ không có liên quan gì đến hiên viên đế quốc cả ta tin tưởng tuyệt đại đa số người của hiên viên đế quốc cũng không có biết chuyện phong thiếu vũ cùng phiêu miễu cung cấu kết với dị ma tộc nói đến đây tần trần dừng lại một chút quét mắt qua đám người rồi nói tiếp bất quá xét thấy phiêu miễu cung cấu kết với dị ma tộc thiên lôi thành ta muốn liên thủ với huyết mạch thánh địa thành lập một cái liên minh mục đích là để chinh phạt phiêu miễu cung và đối kháng dị ma tộc không biết chư vị có ý kiến gì không lời này của tần trần vừa nói ra tức khắc làm cho đám võ giả xôn xao hẳn lên đây là muốn bọn họ tỏ thái độ của mình sao đến đây cũng hết nội dung của tập này rồi liệu rằng ý định thành lập liên minh của tần trần có được ủng hộ không hay là lại thất bại giống nghiêm quan trước đó để biết được điều này thì hẹn mọi người trong tập sau nhé